Chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong video lần này, Noli sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta móc một chiếc dây buộc tóc như thế này nhé. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi. Ở đây mình dùng là len jean, một cuộn là 50g dài 160m. Một cuộn này các bạn có thể móc được 3 cái dây buộc tóc như thế này nhé. Tiếp theo, với sợi len như là len jean là 1,5mm thì các bạn sẽ lựa chọn kim 3,5mm đầu 6/0. Kế đến, các bạn cần chuẩn bị thêm kim khâu len để chúng ta giấu len thừa vào bên trong sản phẩm. Một cây kéo để các bạn cắt len. Và cuối cùng, thứ không thể thiếu đó chính là chun buộc tóc. Chun buộc tóc này các bạn có thể mua ở các cái cửa hàng tiện lợi. Thì mình có một chút lưu ý là các bạn nên mua chun buộc tóc có cái phần cái cục nhựa này. Nó tương đương với kích thước của cái sợi dây. Thì khi mình móc thì nó sẽ không bị gồ lên. Ví dụ như cái dây buộc tóc này của mình này, là cái phần nhựa này nó bị gồ lên, là các bạn không nên lựa chọn những cái sợi dây chun như thế này nhá. Rồi, ok. Bây giờ các bạn cùng vào học với mình nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ buộc sợi len vào trong cọng dây chun nhá. Chúng ta sẽ buộc bình thường như thế này. Đó. Sau khi buộc xong thì các bạn sẽ quấn len vào tay. Cái sợi dây ngắn như thế này thì chúng ta sẽ kẹp vào cọng dây và để móc giấu luôn. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ đó chính là móc tất cả các mũi đơn để sợi len che phủ hết cái cọng dây màu đen này. Bây giờ các bạn chú ý quan sát này nhá. Mình sẽ dùng kim móc này đâm vào bên trong của vòng tròn. Để từ bên ngoài này, đâm vào bên trong này. Luồn kim lấy len vào trong như thế này. Sau đó lấy len qua. Các bạn sẽ được mũi đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ lại đâm kim vào vòng tròn, lấy len lên, sau đó đi qua, các bạn được mũi đơn đầu tiên. Đây, cái phần này, cái vấn đề phần đầu của mũi đơn này, đây là phần thân này, còn cái phần này là cái phần giả nhá, phần mũi giả nhá, là được một mũi đơn này. Tiếp theo, các bạn sẽ lại đâm kim vào này, kéo lên này, đi qua hai vòng tròn trên kim, các bạn được hai mũi đơn. Tiếp tục tương tự như vậy, chúng ta móc mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Mũi đơn thứ 5. Mũi đơn thứ 6. Việc khởi tạo bao nhiêu mũi đơn là đủ thì các bạn có thể quan sát được là tất cả các mũi đơn của mình nó rất là sát nhau này. Là nó đủ để nó che phủ được đi cái cọng dây. Và tùy thuộc vào cái kích thước của cái cọng dây mà các bạn chuẩn bị thì các bạn sẽ móc bấy nhiêu mũi đơn, miễn sao là nó kín được như thế này là được. Có nghĩa là ví dụ như mình có thể là móc hết cái cọng dây này hết 80 mũi thì với các bạn mua cái sợi dây chun này này thì các bạn có thể là hết 100 mũi hay là 120 mũi thì nó không quan trọng.
Quan trọng là các bạn cứ móc sao cho các cái mũi đơn này nó che phủ hết được cái cọng dây. Các bạn lưu ý là mỗi một lần chúng ta móc được một khoảng nhá, là các bạn sẽ lại kéo cho cái phần đấy nó gọi là kín nhất có thể. Đó. Chứ nếu mà chúng ta làm thưa thì khi mà chúng ta kéo giãn cái này ra này thì nó sẽ hở nhiều. Thì chúng ta hở một chút thôi. Đó. Tới đây thì các bạn sẽ để ý là ở phần đầu của mũi đầu tiên. Bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình. Chúng ta sẽ đâm kim vào đầu mũi này. Trượt qua. Để khép hàng thứ nhất. Tiếp theo ở hàng thứ hai, các bạn sẽ lên cho mình là 2 mũi móc xích, lấy len trên kim. Sau đó mỗi một chân mũi các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi kép đơn. Chúng ta sẽ móc ngay vào cái chân của dây móc xích này. Đi qua 2 vòng tròn và đi qua hết 2 vòng tròn, chúng ta được một mũi kép đơn. Các bạn lấy len này, đâm vào đúng chân đó, móc cho mình một mũi kép đơn nữa. Lấy len, móc vào chân kế bên, 2 mũi kép đơn. Đó, các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta móc 2 mũi kép đơn thì cái phần của cái dây buộc tóc này nó sẽ có cái độ lượn sóng, do là chúng ta đang móc thừa mũi. Thừa mũi thì nó sẽ tạo ra độ lượn sóng. Đó. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình mỗi một chân móc 2 mũi kép đơn cho tới hết nhá. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc hết hàng. Tới cuối hàng các bạn sẽ móc nốt 2 mũi kép đơn vào chân mũi cuối cùng. Sau đó thì chúng ta sẽ trượt mũi. Thì các bạn nhớ rằng là ban đầu mình nói với các bạn là các bạn lên 2 mũi móc xích. Thì các bạn sẽ đếm này, 1 này, 2 này. Chúng ta sẽ đâm vào chân móc xích thứ 3. Các bạn trượt mũi. Đi qua cả 2 vòng tròn.
để chúng ta khép lại hàng đầu tiên. Thì như các bạn có thể thấy là ở hàng đầu tiên thì cái dây chun nó cũng đã có cái nhỏ nhỏ như này rồi. Cái này là mình móc này, lát nữa mình sẽ đẩy cái sợi len vào thì nó sẽ ok hơn ở chỗ này. Có nghĩa là thì các bạn sẽ thấy là ở hàng đầu tiên, sau khi mà các bạn móc xong thì nó sẽ nhỏ nhắn như thế này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể dừng lại ở đây, chúng ta không cần phải móc tiếp. Còn nếu các bạn thích to như hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ tiếp tục móc thêm hàng số 3. Ở hàng số 3 này các bạn sẽ lên cho mình là 3 mũi móc xích. 1 này, 2, 3 mũi móc xích. Sau đó ở mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi kép đôi vào một chân. Ở mũi kép đôi chúng ta sẽ lấy 2 vòng tròn trên kim. Sau đó các bạn đâm kim vào trong chân mũi này, kéo lên, lấy len đi qua 2 vòng tròn trên kim, lấy len đi qua 2 vòng tròn trên kim, lấy len đi qua hết 2 vòng tròn trên kim là chúng ta được mũi kép đôi đầu tiên. Tiếp theo các bạn lấy 2 vòng tròn trên kim, sau đó đâm vào cùng chân luôn. Các bạn đã được 2 mũi kép đôi. Chúng ta lấy 2 vòng tròn này, đâm vào chân kế bên. Chúng ta đếm này, 1 lần này, 2 lần, 3 lần. Lấy 2 vòng tròn, đâm vào cùng chân, kéo lên đi qua 2 vòng tròn trên kim, đi qua 2 vòng tròn trên kim và đi qua hết 2 vòng tròn trên kim.
Tới đây các bạn đếm cho mình này. 1 2 3 chính là 3 mũi móc xích mà các bạn lên từ đầu hàng. Chúng ta sẽ trượt mũi vào mũi thứ tư. 1 nhá, 2 3 và trượt mũi vào đây là trượt mũi vào mũi thứ tư. Kết thúc. Các bạn sẽ cắt len này. Sau đó chúng ta rút dây. Cắt lại. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong được chiếc dây buộc tóc. Còn một công đoạn cuối cùng, đó là các bạn sẽ sử dụng kim khâu để giấu sợi len thừa vào bên trong sản phẩm. Cái nút thắt này các bạn sẽ đâm ngược vào bên trong này và giấu nó đi này. Sau đó các bạn sẽ nhìn thấy đây là mũi kép đôi này, các bạn sẽ đi len giấu vào bên trong thân của mũi kép đôi này. Sau đó thì các bạn sẽ đi vào phần chân của các mũi kép đôi này, đi ngang luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt len. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong được chiếc dây buộc tóc rất là xinh xắn như thế này. Chúng ta dây buộc tóc này thì có thể là để đeo vào tay cũng rất là xinh. Còn không thì các bạn sẽ sử dụng làm dây buộc tóc. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Noli sẽ còn quay trở lại trong những video hay hơn và hấp dẫn hơn. Bye!